Lôi dậy tu, lờ tịt vẻ kinh hãi điếng người của lôi tiểu ngũ. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi lều, còn tiện tay tắt chiếc đèn quả quýt nhỏ đi. Ngoài lều lôi tiểu ngũ liên tục lùi lại phía sau, ánh mắt bất giác liếc nhìn đũng quần của anh trai mình mấy lần. Lôi dậy tu dẫn cậu ta đến tận một chỗ xa tít bên hồ, lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra, châm một điếu thuốc rồi rít mạnh một hơi. Tìm anh có chuyện gì? Lôi tiểu ngũ lén nhìn anh, Quý đầu đá ngón chân và bãi cỏ trên mặt đất. Cũng không có chuyện gì đặc biệt. Thấy vậy, ánh mắt lôi Duệ tu trở nên nghiêm túc. Nói, lôi tiểu ngũ sợ run lên, khẽ gãi đầu gãi tai rồi mới lầm bẩm Không biết trước khi về, đừng diệu tuyết nói gì với mẹ trong phòng khách, mà em thấy nét mặt của cô ta có vẻ rất tủi thân, hình như còn khóc. Cho nên, muốn đến báo tin cho anh lôi dậy tu cầm điếu thuốc ánh mắt xa xầm chú đến để báo tin này cho anh thật sao lôi tiểu ngũ dầu dĩ gật đầu chẳng phải vì em muốn tán gẫu với anh một chút cho vui hay sao ai rẻ anh lại lại ôm người giúp việc thác loạn trong lều đúng là phát rồ lôi dậy tu nhìn lôi tiểu ngũ khẽ thở dài một tiếng rồi lại rít một hơi thuốc vừa rồi nhìn thấy hết rồi hả lôi tiểu ngũ ủ rũ gật đầu vâng nhìn thấy rồi hửm. lôi dậy tu lập tức gần giọng hỏi lại nhìn lôi tiểu ngũ bằng một ánh mắt nguy hiểm nghe vậy lôi tiểu ngũ giật mình vội vàng giơ tay lên phía trước xua lia lịa anh cả em không nhìn thấy gì hết chắc chắn chứ lôi tiểu ngũ trịnh trọng nói vô cùng chắc chắn luôn không chỉ vậy, tối nay em còn chưa từng đến bên hồ nữa. Lôi Duệ Tu thong dong đưa điều thuốc lên môi. Vậy sao còn chưa đi? Lôi Tiểu Ngũ ngây người một giây rồi chạy thẳng. Cậu ta phát hiện ra bí mật của anh cả, đây cũng không phải là chuyện tốt. Thảo nào lúc trước anh cả cứ dặn đi dặn lại là phải lịch sự với người giúp việc đó, thì ra là có quan hệ mờ ám. Thế giới này thật đáng sợ. Lúc đó Lôi dệ Tu đứng bên hồ nhìn Lôi Tiểu Ngũ chạy thục mạng không khỏi lắc đầu phì cười, xem ra chuyện giữa anh và Tranh Tranh phải nhanh hơn mới được. 6 giờ sáng ngày hôm sau, một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ, tạo ra những gợn sóng lăn tăn. Trong lều ôn tranh được phủ một tấm chăn mỏng lên người, khi trở mình, cô không khỏi cau mày. Sao lại nóng thế nhỉ? Mọi ngày ngủ trong phòng nhiệt độ của điều hòa trung tâm rất vừa vặn, nhưng sáng nay có gì đó sai sai như thể cô nằm bên cạnh một cái bếp lò vậy. Ôn tranh nhích sang chỗ mát mẹ theo bản năng, nhưng vài giây sau cái bếp lò lại sắp đến. Cô đưa tay ra khỏi chân, chạm lên chán rồi mở mắt ra. Trước mắt cô là một đỉnh lều màu xanh da trời đậm. Hả? Ôn tranh ngớ người ra chớp mắt, nhớ lại chuyện tối qua. Khi suy nghĩ của cô vẫn còn đang lơ mơ, bên tai cô chợt vang lên tiếng hít thở nặng nề. Ôn tranh ngờ vực đảo mắt nhìn, khuôn mặt đẹp trai của Lê Duệ Tu đập vào mắt cô. Cô bất động nhìn người đàn ông vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ. Nếu anh nói ngủ rất say, thì tiếng hít thở của anh quá rồn dập. Xong nếu như anh giả vờ ngủ, thì lông mi của anh không hề run rẩy chút nào. Ôn tranh đảo mắt nhìn tư thế của bọn họ. Thảo nào cô cảm thấy nóng, thì ra cả người cô đã bị anh giam trong lòng. Tay anh còn luồn xuống dưới gối, Ôn tranh thở dài say say thái dương Cô nghi ngờ Không biết có phải lôi Duệ tu đã biết cô là gái giả trai rồi không Hoặc có thể anh không biết Nhưng có ý đồ xấu với cậu giúp việc Có bàn tay rất mềm của cô Ôn tranh nghĩ mãi không ra Bèn quyết định ngồi dậy Thế nhưng ngay khi cô chuẩn bị di chuyển Lôi Duệ tu đã nắm lấy vai cô Trong miệng còn nói mơ Tranh tranh đừng đi Lúc này hai tiếng thì thầm khe khẽ thốt ra từ miệng Lôi Duệ Tu, khiến trái tim ôn tranh như ngừng đập. Cô lại bị kéo vào trong vòng tay người đàn ông ấy, hơi thở quen thuộc của anh ập vào đầu mũi cô. Ôn tranh không dãy rụa chỉ yên lặng nằm yên trên ngực anh. Ở khoảng cách gần này, cô ngước mắt lên nhìn gò má sắc nét của Lôi Duệ Tu. Có lẽ do đã kìm nén quá lâu nên bây giờ cô gần như không kiềm chế được sự rung động trong tim không cầm lòng nổi ghé sát lên hôn trộm lên khóe môi anh sau đó ai đó mở mắt ra ôn tranh chạm phải ánh mắt anh cả người chết sững nhất thời ngớ ra lôi dệ tu đưa tay lên chạm vào khóe môi tặc lưỡi như đang hồi tưởng lại dư vị em vừa làm gì anh thế ôn tranh cụp mắt xuống để kìm nén sự hoảng loạn trong đó giả vờ trả lời một cách bình tĩnh đánh mũi trên miệng anh có mũi sao? Lôi dậy tu từ từ nhau mắt lại. Ừ. Ôn tranh trả lời xong bèn vén chăn ngồi dậy, vuốt khẽ những nếp nhăn trên quần áo. Khi vén mảnh lều ra, cô chợt quay đầu lại nhìn. Cô vốn định lên tiếng gọi anh dậy, nhưng không ngờ lôi dậy tu lại đang nhìn cô với ánh mắt thích thú và danh mãnh. Anh không còn giấu giếm nữa, cứ nhấn mày nhìn ôn tranh. Khóe môi hơi mím lại của ôn tranh bất giác nở nụ cười, lúc xoay người ra ngoài cô nói dậy đi trời sáng rồi cô không vạch trần mánh khóe của lôi duệ tu còn đối phương thì dường như rất thích thú lúc này ở bên ngoài lều trời đã sáng rõ ôn tranh chậm rãi đi đến bên hồ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu phía sau có tiếng bước chân tới gần ôn tranh nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại vô cùng kinh ngạc anh tìm tôi sao mới giờ này mà hàn mạt đã xuất hiện ôn tranh cau mày nhìn anh ta hàn mạt đứng trước mặt ôn tranh liếc nhìn về phía lều với vẻ lãnh đạm cậu cả đã dậy chưa ông chủ có chuyện tìm cậu ấy mắt ôn tranh lóe lên thầm nghi ngờ đêm hôm qua họ ngủ chung trong lều kết quả mới sáng sớm ông chủ đã sai hàn mạt đến gọi mặc dù khu vực xung quanh hồ có vệ sĩ bảo vệ nhưng muốn qua mặt ông chủ quả thật không phải chuyện đơn giản nghĩ vậy ôn tranh nhìn vào ánh mắt bình tĩnh và lạnh lùng của hàn mạt hỏi thăm dò ông chủ đã biết rồi sao hàn mạt gật đầu không trả lời câu hỏi của cô cậu cả có đây không thấy anh ta không muốn nhiều lời ôn tranh cũng không cố ép nữa ôn tranh bước tới cửa lều vừa vén tấm mảnh ra đã vô tình đâm sầm vào ngực lôi dậy tu cẩn thận một chút một tay lôi dậy tu vòng ra sau lưng cô không biết là vô tình hay cố ý mà còn siết chặt người cô vào trong lòng mình má của ôn tranh tựa vào vai anh ngay lập tức cô kéo khuỷu tay anh ra lùi lại một bước hàn mạt đang đợi anh nói ông chủ có việc tìm anh Lời dội tu lợi dụng tấm mảnh che chắn say sưa ngắm quả má trắng ngần của ôn tranh ừ anh nghe thấy rồi ôn tranh ngước lên nhìn anh khẽ gật đầu thản nhiên sau đó lúc quay người nhường đường cô còn hạ giọng nhắc nhở đeo kính dâm vào. Cuộc nói chuyện khó hiểu của hai người này dường như không hề thu hút sự chú ý của Hàn Mạt. Vài phút sau, lôi dụy tu đeo kính dâm kéo ôn tranh, cùng đi lên chiếc xe điện của Hàn Mạt. Đưa cô ấy về trước đi. Hàn Mạt quý đầu đồng ý rồi quay đầu xe, nhanh chóng đưa ôn tranh quay về biệt thự của lôi dụy tu. Vào trong đợi anh, không có việc gì thì đừng ra ngoài, Lôi dậy tu nhìn theo ôn tranh xuống xe, trầm giọng dặn dò. Sau khi chiếc xe điện rời đi, ôn tranh đứng im tại chỗ một lúc rồi mới cong môi cười nhạt, lưỡng thững trở về phòng. Ngủ với nhau một đêm, anh đã tháo mặt nạ ra rồi. À. Mới hơn 7 giờ sáng, lôi dậy tu đã đứng trước cửa biệt thự của lôi hạc đình. Lôi hạc đình mặt máy nghiêm nghị đang khom người, ngồi tưới nước cho một gốc hoa lan tại vườn hoa bên cạnh con suối nhỏ trong biệt thự tự tìm chỗ ngồi đi lôi hạc đình cất tiếng nói mà không hề ngước mắt lên nhìn ánh mắt vẫn say sưa ngắm nhìn cây hoa lan lôi dậy tu đang ở cửa nghe thấy nhưng cũng không di chuyển anh đứng thẳng lưng lên ba tìm con có chuyện gì lôi hạc đình ngước lên nhìn ánh mắt xa xầm anh thật sự cho rằng những chuyện anh đang bí mật sắp xếp có thể lật đổ gia đình chú hai sao duệ tu nếu bây giờ anh không thể nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình thì cuộc trò chuyện ngày hôm nay quả thật không cần thiết nữa nên mặt lôi duệ tu lập tức trở nên căng thẳng hai tay buông bên người cũng khẽ nắm chặt lại Bà biết hết rồi lôi hạc đình không lên tiếng nhưng ông vẫn chỉ vào Trước ghế gỗ bên cạnh con suối nhỏ Lúc này Hàn Mạt đang đứng sau Lôi Duệ Tu Thấy anh do dự không bước lên bèn thò người ra từ sau lưng anh rồi nói Cậu chủ, xung quanh biệt thự đều sắp xếp toàn người của mình Cậu cứ yên tâm đi Đôi mắt sau cặp kính dâm của Lôi Duệ Tu lập tức nheo lại Lời nhắc nhở của Hàn Mạt khiến anh nhận ra một sự thật Rõ ràng ông già đã biết tình trạng thật đôi mắt của anh rồi Lôi dậy tu thấy vậy thì cũng không ngần ngại nữa, xảy bước tới ngồi bên cạnh chiếc ghế gỗ, nhìn trong chọc vào lưng lôi hạc đình. Bà biết từ khi nào? Lôi hạc đình đeo găng tay, cầm một cái sẻng nhỏ sơi đất. Anh hỏi ba như vậy, chứng tỏ anh vẫn luôn tự tin vào vỏ bọc của chính mình đúng không? Lôi dậy tu nhíu đôi mày rậm, anh giơ tay kéo kính dâm trượt xuống sông mũi để nhìn ông. Đúng là rất tự tin. Bà phát hiện ra được bằng cách nào thế? Muốn giả vờ làm người mù, nhưng lúc nào cũng để lộ ra sơ hở. Anh đã từng gặp người mù nào có thể tìm ra được chính xác nguồn âm thanh chưa? Lôi Hạc Đình vừa nói vừa cởi găng tay ra rồi rửa tay bên dòng nước đang chảy. Khi quay người đi về phía lôi dội tu, ông liếc nhìn đôi mắt của anh rồi từ từ nhếch miệng lên. Người mù không dựa vào chuyển động, mà là âm thanh nghe vậy lôi duy tu lại đẩy gọng kính của mình lên anh uể oải ngả người ra sau cất giọng chế nhạo hôm nay ba gọi con đến đây hẳn không phải là để thảo luận về cách sinh tồn của người mù đâu nhỉ hứ anh đúng là mặt dày bị phát hiện mà vẫn còn bình tĩnh tự nhiên như vậy được cơ đấy lôi hạc đình đi đến trước ghế gỗ bên cạnh anh rồi ngồi xuống ông xoay người bưng tách trà trên bàn lên rồi nhấp một ngụm nói nghe xem nào những chuyện mà con sắp xếp tiến triển ra sao rồi lôi duệ tu liếc nhìn ông đẩy đầu lưỡi chạm vào quay hàm vẫn chưa tìm ra được nhược điểm của chú hai vậy thì đúng rồi lôi hạc đình đặt tách trà xuống mắt nhìn thẳng suy cho cùng đó cũng là chú hai anh anh cho rằng ông ta không nhìn ra mấy âm mưu nhỏ nhặt kia của anh sao Lôi dậy tu đang định bưng tách trà lên Thì đột nhiên dừng lại Không thể nào Ông ta không thể nào phát hiện ra được đâu Lôi Hạc Đình nhìn anh không chớp mắt Lắc đầu cười khẽ Chuyện anh làm Đúng là ông ta sẽ không phát hiện ra Nhưng những thủ đoạn kia của anh gần như Đều là những manh lới trước đây Bọn ta đã dùng chán rồi Anh muốn phá vỡ thế trận của ông ta Mà chỉ nằm vùng ngấm ngầm rình rập thì còn lâu mới làm được. Lôi Dụy Tu lập tức nghiến răng giận dữ. Vốn dĩ không khó khăn như vậy, nếu không phải ba mẹ đẩy đường rượu tuyết cho con, Lôi dệ Phàm cũng sẽ không to gan dám ra tay như vậy với con. Vết thương trên người anh chính là do bị Lôi dệ Phàm phục kích khi anh vừa quay trở lại Nam Hải. Trong nhà họ Lôi này có quá nhiều người không muốn anh quay về. Mặc dù lúc này chiếc kính dâm trên mặt đã che khuất đi phần lớn biểu cảm của lôi dệ tu, song lôi hạc đình vẫn nhạy bén nhận ra được sự tức giận và thù hận từ anh. Chuyện của đường diệu tuyết thật sự là ngoài ý muốn. Nhưng một khi đã không tránh được, một khi anh muốn lấy lại quyền chủ động, thì nhất định không thể cứ ôm yếu triền miên cả năm cả tháng được. Lôi dệ tu ngạc nhiên, nhìn lôi hạc đình với vẻ ngờ vực ba lại có ý định gì thế hai ngày trước vẫn còn hối thúc con mau chóng kết hôn với đường diệu tuyết bây giờ lại nói những lời này ba nghĩ con dễ bị lừa lắm sao lôi hạc đình liếc nhìn anh nhiều năm như vậy rồi lần đầu tiên ba nhận ra khúc mắc của anh với ba lại sâu đến như thế vậy sao lôi dạy tu cười khẩy từ nhỏ đến lớn ba không ngó ngàng gì tới con. Ngoại trừ cho con danh hiệu người thừa kế, ba chưa bao giờ quan tâm đến con. Cưỡng ép, nhét đường rượu tuyết cho con cho bằng được. Bây giờ lại nói đó là việc ngoài ý muốn. Chẳng phải quá khiên cưỡng rồi sao? Ba, ba không thể không biết đường rượu tuyết và lôi duệ phàm từng là bạn học. Hơn nữa, mối quan hệ giữa nhà chú hai và nhà họ đường không hề đơn giản. Giọng điệu hùng hồn chắc chắn của Lôi Dệ Tu lộ ra sự oán giận mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra. Năm xưa khi bỏ đi khỏi nhà họ Lôi, quả thật anh muốn tạm rời khỏi gia tộc lạnh lùng thờ ơ này. Đến nay sau nhiều năm xa cách mới quay trở lại, mọi thứ vẫn không hề thay đổi, thất vọng là không thể tránh khỏi. Lôi Dệ Tu lạnh tanh nhìn con suối trong biệt thự. Cảm giác bực bội tràn ngập trong lòng, anh lấy hộp thuốc lá ra rồi châm thuốc ba nếu đổi lại là ba ba sẽ làm gì hàng ngày con phải giả vờ ốm đau sầu não còn không phải vì thế lực của con đã bị chia năm xẻ bảy rồi sao con giả vờ bị bệnh nặng chẳng qua là muốn khiến đối phương lơ là chỉ có vậy bọn họ mới thiếu cảnh giác mà thôi lôi hạc đình thở dài một tiếng cũng cầm bao thuốc trên bàn gỗ lên rồi rút ra một điếu thuốc ông nhìn điếu thuốc trên tay giọng nói trầm thấp Phương pháp thì đúng nhưng con cứ lần lửa mãi không chịu ra tay, không hiểu đạo lý đêm dài lắm mộng sao? Lôi dụy tu đang dơ thuốc lên hút chợt khựng lại. Nếu bây giờ anh ra tay, sợ rằng tranh tranh sẽ nhận ra tất cả chỉ là âm mưu của anh. Khó khăn lắm mới lừa được cô đến Nam Hải, lý do khiến anh trần trừ không làm tới, cũng chỉ vì sợ cô phát hiện ra sự thật và lặng lẽ rời xa anh một lần nữa. Đời người có mấy lần dám liều lĩnh được ăn cả ngã về không? Anh không biết nếu ôn tranh lại hạ quyết tâm rời đi một lần nữa, bản thân anh có còn dũng khí buộc cô ở lại bên mình bằng cách mặt dày như vậy nữa hay không? Lôi dậy tôi chìm vào, sự suy tư trầm mặc một hồi lâu. Lôi hạc đình thấy anh hút thuốc liên tục, cuối cùng không đành lòng, lắc đầu khẽ thở dài. Con đó, có phần thiếu tự tin vào bản thân mình rồi. Tối nay cô chủ nhà họ Bạch tổ chức một buổi vũ hội hóa trang, con cháu của bảy gia tộc lớn đều sẽ có mặt. Giấy mời đây, nếu con thật sự muốn lật đổ gia đình chú hai, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, con cần phải lộ diện đi. Lệnh cấm túc trong nhà đối với con sẽ được gỡ bỏ vào chiều nay. Con suy nghĩ kỹ xem, rốt cuộc con muốn đối mặt với nguy hiểm hay không? Lời dạy tu không khỏi kinh ngạc nhìn thiệp mời màu vàng ở trên bàn. Ba, ba không còn gì để nói nữa những việc khác con tự suy nghĩ đi. Còn về người giúp việc bên cạnh con, bất kể con có tâm tư gì thì trong nhà họ lôi, vẫn phải cố gắng tránh sự nghi ngờ. Bất luận thế nào, hiện giờ con vẫn còn hôn ước. Trong nhà lại có rất nhiều tai mát. Con ngủ với một người giúp việc trong lều, còn ra thể thống gì? Lôi dậy tu liếc nhìn sắc mặt lạnh tanh của ông già nhà mình. Cảm thấy việc này vô cùng kỳ lạ, Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh nhận được sự dân dạy, bảo ban từ cha mình. Ba anh uống nhầm thuốc rồi sao? Lôi dậy tu tiện tay cầm thiệp mời lên. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh lại nói. Người giúp việc đó rất quan trọng đối với con. Cho dù ba có ý định gì, con mong ba đừng động đến cô ấy. Cô ấy chính là danh giới cuối cùng của con. Lôi hạc đình cầm bật lửa, châm điếu thuốc khi nhả khói chán ông giãn ra nếu đã là người của con vậy thì hãy tự bảo vệ cho tốt không có năng lực bảo vệ người bên cạnh mình có nghĩa là con vẫn chưa đủ mạnh nghe vậy lôi dậy tu bèn chậm rãi đứng dậy nếu không còn chuyện gì khác nữa thì con về trước đây ừ cho con thêm một lời khuyên trước khi chính thức ra tay đừng động vào đường diệu tuyết Nhà họ đường phía sau cô ta, hai năm qua rất phát triển, lại không ngừng lôi kéo được mối quan hệ với các gia đình khác. Nếu con thật sự muốn lấy lại vị trí của mình thì bắt buộc phải duy trì mối quan hệ với các gia tộc lớn. Lôi dệ tu liếc nhìn lôi hạc đình, trong lòng có cảm giác phức tạp không nói nên lời. Anh quý người dập tắt điều thuốc, im lặng mấy giây rồi hỏi. Tại sao ba lại nói với con những điều này? lôi hạc đình chớp mắt phủi tàn thuốc trên ống quần với một dáng vẻ thong rong bởi vì con là con trai của ba lời giải thích này khiến ánh mắt của lôi duệ tu run rẩy anh thất thần quay đi mà không nói lời nào đến cổng biệt thự anh ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh nhạt thấp giọng lẩm bẩm cảm ơn lôi hạc đình đưa mắt nhìn theo bóng lưng con trai đi lên xe ở trước cửa cầm điếu thuốc rít mạnh một hơi đè nén cảm xúc cay đắng trong lòng nếu không phát hiện ra hoắc tâm liên đã lén lút làm nhiều chuyện sau lưng ông như vậy thì cũng sẽ không có chuyện đến giờ ông mới bắt đầu cải thiện mối quan hệ cha con với con trai chỉ mong tất cả vẫn còn kịp không lâu sau hàn mạt từ cổng quay lại nhìn thấy điếu thuốc trên tay lôi hạc đình thì anh ta thì thầm ông chủ chẳng phải ông chủ đã bỏ thuốc rất nhiều năm rồi hay sao Lôi Hạc Đình nghe anh ta nói vậy bèn dập tắt điếu thuốc lá. Đưa cậu chủ về đến nơi rồi chứ. Hàn Mạt gật đầu suy nghĩ đi lại, cuối cùng vẫn nói sự thật. Trên đường về, cậu cả có hỏi tôi một câu. Hỏi gì? Hàn Mạt quý đầu, cố tình tranh né ánh mắt của Lôi Hạc Đình. Cậu ấy hỏi tôi, có phải ông chủ mắc bệnh nan y hay không? Lôi Hạc Đình ngây người rồi lập tức bật cười ha hả Ha ha, thằng nhóc xấu xa này. Thời ông không hề tỏ ra bực dọc, hàn mạt lại nói. Có thể là cậu chủ không hiểu được những việc ông chủ làm ngày hôm nay, cho nên mới nảy sinh nghi ngờ như vậy. Lôi Hạc Đình chống đầu gối đứng dậy, chắp tay đứng trước vườn hoa. Ừ, um, nó thấy nghi ngờ thì cũng không tránh được. Đổi lại là tôi, tôi cũng không dễ dàng chấp nhận ngay lập tức được. Ông chủ dốc lòng suy nghĩ cho cậu cả, sau này nhất định cậu ấy sẽ hiểu. Lôi Hạc Đình đưa tay, vỗ vai hàn mạt, mỉm cười mà không đáp lại. 8 giờ sáng, Lôi Duệ Tu trở về biệt thự. Anh bước chậm chậm lên bậc thang, nhưng đến gần phòng khách thì dừng lại. Lúc này quản gia đang sắp xếp người giúp việc dọn dẹp phòng khách và nhà bếp dường như mọi người đều đang bận rộn vì kế sinh nhai của mình chỉ ngoại trừ anh lôi duệ tu đứng lặng một lúc lâu cho đến khi người quản gia thoáng nhìn thấy bóng anh mới vội vàng bước tới chào hỏi cậu cả về rồi tiểu đoan mang bữa sáng lên tầng đang đợi cậu trong phòng ngủ chính nghe vậy lôi duệ tu bèn giơ tay tháo kính dâm ra mang bữa sáng đến phòng sách của tôi đi đích thân ông mang tới người quản gia hả một tiếng không thể hiểu nổi vậy tiểu đoan thì sao cậu ấy cũng chưa ăn sáng mang phần ăn cho tôi là được rồi